Một con bọ ngựa khổng lồ cao hơn chục mét đang rất đói và muốn ăn thịt những người này. Nó bổ cái càng vào chiếc xe, còn có một con ma sói dữ tợn, nước dãi của nó đặc dệt hơn cả sữa rửa mặt. Cây hoa ăn thịt to lớn với răng nhọn, quái vật tuyết dễ thương, chú chó đáng yêu, xinh đẹp này nữa, và cả thây ma bò từ dưới đất lên. Những quái vật này đều bước ra từ tiểu thuyết tấn công thế giới loài người, nhưng chùm sò của chúng phải là con búp bê gỗ này. Nó không chỉ có thể dịch chuyển tức thời mà còn tinh danh nhất hội. Style là tác giả cuốn tiểu thuyết, sở hữu một năng lực kỳ lạ. Tất cả sinh vật mà anh viết lên giấy đều thành sự thật. Nghe ý tưởng này có vẻ quen quen đúng không? Style rất thích tiểu thuyết của Stephen King cho nên những gì anh viết có đủ các loại quái vật kỳ dị. Nếu không biết Stephen King nhưng khi liệt kê ra vài bộ phim, chắc chắn bạn sẽ thấy quen thuộc ngay. The Shining, The Shawshank Redemption, quái vật sương mù và cả phim Creepshow đều chuyển thể từ tiểu thuyết của ông. Để ngăn chặn quái vật thoát ra, Style viết một cuốn sách nhốt bọn chúng vào. Nhưng một cậu nhóc xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của anh và khiến cho đám quái vật tràn vào thế giới thực. Tối hôm đó, nhân cơ hội Style vắng nhà, Jack cùng Cham lẻn vào nhà của Style để gặp gỡ Hannah, con gái anh. Cậu không cẩn thận đi vào thư viện, mở cuốn tiểu thuyết về quái vật tuyết. Quái vật tuyết phá vỡ cửa sổ nhảy ra ngoài, Hannah lấy cuốn sách và đuổi theo. Nhưng họ không chú ý, cuốn sách về con búp bê gỗ lúc này cũng đã bật mở khóa. Ba người đi theo dấu chân của nó đến một sân trượt băng. Quái vật tuyết đang ăn một thanh sô-cô-la. Hannah mở sách ra, định thu phục nó về thì bị nó phát hiện ra. Nó vung tay hất cuốn sách ra xa. Sau đó, bắt đầu truy đuổi ba người. Cả ba suýt làm thức ăn cho quái vật. Đột nhiên nó bị hút vào lỗ đen. Xử lý xong quái vật, Style tức tốc về nhà. Con búp bê đã thoát ra rồi, nó đốt cháy cuốn sách giam giữ chính mình. Làm vậy nó sẽ được tự do mãi mãi. Sau đó, nó đánh cắp toàn bộ sách, vừa lái xe vừa thả những quái vật trong sách. Lũ quái vật tấn công con người, cả thị trấn rơi vào hỗn loạn. Chú chó trông có vẻ đáng yêu, ma sói hung tợn, cây ăn thịt khổng lồ, thây ma chôn dưới mồ. Dưới sự cầm đầu của búp bê gỗ, đám quái vật đi tiêu diệt mọi người trong thị trấn. Khi Style và bọn trẻ đi ra đường, khắp nơi đều là mớ hỗn độn. Style bất lực bởi những cuốn sách đã bị tiêu hủy, không có cách nào nhốt bọn quái vật lại. Lúc này, Jack nghĩ ra cách viết một cuốn sách mới về tất cả bọn quái vật, liệu có thể nhốt chúng lại. Style cân nhắc vài giây và quyết định thử xem sao. Nhưng cần có máy đánh chữ cũ, những máy móc khác đều vô dụng. Nhưng cái máy đánh chữ hiện giờ nằm ở trường của Jack, dám nghĩ dám làm. Bốn người đi xe tới trường. Trên đường đi, họ gặp phải sự tấn công của quái vật, kẻ đầu tiên là người vô hình. Cái gì vậy? Là cậu bé vô hình. Đuổi nó đi đi. Mở cửa sổ ra. Style đạp chân phanh thành công hất ngã người vô hình. Sau đó là bọ ngựa khổng lồ. Họ sợ hãi nhìn dáng vẻ của nó, cảm thấy mình chỉ bằng con muỗi. Họ hốt hoảng lái xe chạy thật nhanh. Nhờ có hào quang nhân vật chính, họ chạy thoát tới siêu thị. Nhẹ nhõm được một lúc thì chạm trán ma sói đang ăn thịt đông lạnh. Sau đó là chạy bán sống bán chết. Cuối cùng cũng thoát ra khỏi siêu thị. Để đến trường nhanh chóng, họ đi bộ theo lối tắt xuyên qua một nghĩa địa âm u. Cùng sự xuất hiện của họ, thây ma chui từ mộ lên chào đón. Một thây ma túm được chân rách. Khi thoát khỏi bàn tay nó, họ phát hiện một đội quân thây ma. Bốn người hú hồn chạy thục mạng. May là khi viết chúng, anh không cho thêm IQ, chúng bị kẹt lại ở hàng rào. Bốn người đến được trường học và đi tìm máy đánh chữ. Họ quyết định hai làm hai đội. Style tìm nơi an toàn lập tức viết sách. Ba người còn lại đi cảnh báo mọi người mau rời khỏi trường. Lúc này, giáo viên và học sinh đang quẩy tại nhà vận động của trường. Hóa ra tối nay là tiệc chào đón học sinh mới. Trông họ quẩy sung thật. Nhìn qua còn tưởng đây là một hộp đêm, vũ trường. Ba người làm gián đoạn niềm vui cảnh báo họ có quái vật xuất hiện, mau chóng rời khỏi trường. Nhưng không ai tin họ cả. Một tên mập còn chế giễu bọn họ. Những người khác cũng cười theo. Nhưng lát sau, con búp bê gỗ ác độc này chỉ huy con bọ ngựa tấn công trường học. Hắn giải thoát cho những chú lùn và tất cả những quái vật khác. Nó nói với bọn chúng, chỉ cần giết tác giả Style là chúng có thể sống tự do mãi mãi. Bọn chúng vô cùng phấn khích. Ồ ạt xông tới trường học giết chóc, chúng kéo vào khuôn viên trường. Con người không có biện pháp phòng vệ, chỉ có thể tháo chạy. Còn Style đang ngồi miệt mài viết sách thì búp bê gỗ xuất hiện. Nó đạp máy đánh chữ vào tay anh. Hannah vừa lúc chạy tới, cứu bố cô khỏi con búp bê. Lúc này ngôi trường đã bị bao vây. Thầy giáo thông báo cho mọi người trốn trong kho lưu trữ. Style và bọn trẻ vắt chân lên cổ. Cây ăn thịt đuổi theo sát sao phía sau. Hannah bị dây leo của nó cuốn lấy. Khi họ chạy thoát khỏi cây ăn thịt,
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào Hanner, Jack sững sờ phát hiện Hanner trở nên mờ ảo. Hóa ra cô bé cũng là nhân vật trong sách, nhưng cô bé không hề biết. Jack không tiết lộ gì cả, kéo cô bé lên và chạy tiếp. Cuối cùng họ cũng trốn được vào kho lưu trữ, nhưng không thể cầm cự lâu. Bọn quái vật quá đông, sớm muộn cũng sẽ vào được nhà kho. Stai biết rằng mục tiêu của chúng là mình, anh quyết định ra ngoài dụ chúng để mọi người có cơ hội chạy trốn. Anh lấy một chiếc xe buýt trốn chạy khỏi trường học. Đám quái vật nhìn thấy liền đuổi theo anh. Con bọ ngựa bật nhảy làm cho xe buýt bị lật xuống đường. Toàn bộ quái vật ùm đi tới bao vây chiếc xe, nhưng chào đón chúng là một vụ nổ dữ dội. Những con quái vật nổ tan xác, hóa ra đây là chiêu đánh lạc hướng của Jack. Lúc này họ lái chiếc xe buýt khát tháo chạy khỏi trường, nhưng họ không biết đám quái vật đó không thể chết, nhanh chóng hồi sinh trở lại. Nhờ vào khứu giác nhạy bén của ma sói, chúng đã tìm được họ. Búp bê lại mở thêm một cuốn giải thoát con quái vật chất lỏng. Không còn đường chạy, Style đưa máy đánh chữ cho Jack nhờ anh viết nốt câu chuyện. Anh sẽ thu hút sự chú ý của quái vật kéo dài thời gian. Sau đó, Style bị con quái vật lỏng nuốt chửng, lúc cận kề cái chết. Nhưng con búp bê đã khai pháo, tiếng tít tít không ngừng. Hắn muốn Style trải nghiệm nỗi khổ bị giam cầm. Khi nó phát hiện ra điều bất ổn, thì đã muộn. Jack đã viết xong chữ cuối cùng, hoàn thành cuốn sách. Nhưng lúc này, cậu cảm thấy do dự. Bởi vì cậu đã yêu Hanner mất rồi. Một khi mở cuốn sách, cô bé cũng sẽ bị hút vào. Cuối cùng, Hanner tự mình mở sách. Một luồng sức mạnh phóng lên trời. Một lực hút cực mạnh kéo toàn bộ quái vật vào. Hanner cũng biến thành ảo ảnh. Khi mọi thứ yên ắng trở lại, tất cả quái vật đã biến mất. Nhưng trong đó có Hanner, hóa ra câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Hôm sau, Jack đang buồn rầu ủ rũ thì nhìn thấy Hanner. Hóa ra, Style lại viết một cuốn sách hồi sinh Hanner. Cuối bộ phim xuất hiện thêm một manh mối. Style phát hiện máy đánh chữ trong tủ kính đang tự động gõ. Style lúc này nhớ ra, lúc anh viết cuốn sách kia đã bỏ quên người vô hình. Thực ra điểm này có chút khó hiểu. Nếu không viết vào sách thì không bị nhốt. Vậy khi viết sách, đừng viết Hanner vào là được. Dù gì Hanner cũng là con gái anh, nhưng thực tế cô bé cũng bị cuốn vào sách, cho nên chi tiết cuối phim hơi quá khiên cưỡng. Lần đầu nhìn thấy tên phim tôi cứ tưởng xem xong sẽ thực sự khiến người ta nổi da gà. Nhưng hóa ra, bộ phim này không phải kinh dị mà là phim hài, do cái tên Goosebumps lấy từ nguyên tác tiểu thuyết. Nếu có đọc tiểu thuyết này, bạn sẽ được fan cười ý ạ. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.